Vâng. Nay cuối tuần này Tâm làm cái video tổng quan xe tại ô tô Duy Tâm ha. Cô chú anh chị hãy chú ý theo dõi nha. Chiếc xe đầu tiên là chiếc xe Mazda 3 hatchback, bản cao cấp nhất của dòng Mazda 3 nha. Biển số thành phố Hồ Chí Minh 51F11935. Xe này sở hữu màu trắng. Xe chạy được 70.000 nha quý vị, 2016. Động cơ là 1.5. Quá đẹp luôn quý vị ơi. Xe chạy được 70.000 à. Bao rin ha, 100% là nguyên rin. Sơn rin còn khoảng trên 90 nha, 2016. Tâm đang bán 409, nay Tâm để cho quý cô chú anh chị là 485 nha. 485 triệu. Rất là đẹp luôn ạ, à. 2016 bản full hatchback, nhìn nó sang trọng và đẳng cấp ha. Mới lắm. Chạy 70.000 nha quý vị, mới tin nè, không lỗi. Biển số thành phố Hồ Chí Minh 2016. 485 triệu. Còn đây là chiếc Mazda 2 bản sedan 2018, động cơ là 1.5, xe chạy được 40.000, năm vỏ theo xe còn dày cui luôn. Xe được sở hữu màu trắng, sơn rin còn trên 90% ha. Rất là mới luôn nha, một đời chủ mua mới. Biển số 85 Ninh Thuận. Xe này thì bên Tâm đang bán là 445 triệu, nay Tâm để cho là 435 nha quý vị. 435 2018. Mazda 2 435 triệu, đời 2018, xe mới lắm. Hộp số tự động nha, rất là mới luôn ạ, à. Bản đủ nha quý vị. Nhìn cái vô lăng này có tích hợp nè, có cân bằng điện tử nè. Là bản đủ ha. Gương gập điện. 435 triệu 2018 Mazda 2 sedan. Biển số 85 ha. Xe năm vỏ theo xe còn dày cui luôn nha quý vị. Đây là chiếc Kia Cerato bản premium, khách cọc ngày hôm qua rồi ha. Tạm thời là ngưng giao dịch nha. 2.0 là bản cao cấp nhất đó quý vị. Đây là chiếc Innova bản E 2015. Xe này biển số Bình Dương ha, 2015 nha. Sản xuất năm 2015, đúng 2015 nha quý vị. Xe rin lắm, 100% là nguyên rin không lỗi. Nội thất là bao đẹp luôn ha. Rất đẹp nữa là đằng khác nha. Trần là trần nỉ nguyên rin, khoa lăng trần số đẹp lắm. Chất xe thì miễn bàn. Xe này thì bên Tâm đang bán là 420, nay Tâm để cho quý cô chú anh chị mình là 410 nha. 410 triệu. Không tìm đâu ra giá này và chất lượng này đâu ha. 2015. Xe rất là cứng luôn ạ. Tâm bao là xe không lỗi nha quý vị. Biển số Bình Dương, gốc thành phố. Tâm để cho quý cô chú anh chị mình là 410 triệu ha. Bán nhanh, gọn lẹ, không có nề hà, không có mất công mất thời gian của quý vị nha. 410 triệu. Chiếc tiếp theo đây nữa là chiếc Vios G 20 cuối 2019, màu vàng cát, xe chạy 30.000, rất là mới. Bản G là số tự động, là bản cao cấp nhất nha quý vị. Và sản xuất năm 2019, một đời chủ mua mới. Xe này được trang bị khá là nhiều đồ chơi ha. Và rất là mới, mới ơi là mới luôn. Bánh dự phòng mà chưa sử dụng. Năm vỏ theo xe, bánh dự phòng chưa sử dụng, chạy đúng 30.000 cây số. Mới lắm quý vị ơi, rất là mới luôn, Tâm dùng từ rất là mới thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi ha. 30.000, không có một cái miếng tì vết gì luôn. Xe này thì sơn rin còn trên 95% ha. Khoảng 97% nước sơn rin. Và mới thật sự, rất là mới luôn. Tâm đang bán 510 triệu nha quý vị. Để cho quý cô chú anh chị mình 505 nha. Vỏ theo xe mà nó còn dày vậy nè. Đó, vỏ theo xe, đúng chất xe, không lai tạp nha. Sơn rin còn trên 95%. Bản G cuối 2019. Tâm để 505 triệu ha quý vị ha. Chiếc đây là chiếc Mazda 3 bản full luôn á, bản cao nhất ha, Mazda 3 2018, thắng tay điện tử. Xe này thì chạy được 70.000 nha quý vị. 2018 chạy 70.000. Cũng được full đồ chơi hết rồi ha. Xe rin 100% không lỗi nha, sơn rin còn nhiều. Nội thất thì bọc lại một bộ ghế da màu da bò. Còn chất xe thì miễn bàn, một đời chủ mua mới, biển số rất là đẹp luôn. 71A04789, 71 là Bến Tre nha. Gầm bệ thì không có một vết xét nào luôn. Xe này là chủ xe là ở thành phố Bến Tre. Rồi, chất xe rất là đẹp luôn ha. Mazda 3 bản sedan. Xe này thì ở bên Tâm sẽ bán cho quý cô chú anh chị mình với một cái mức giá là 555 triệu. Hiện nay Tâm để cho cô chú anh chị mình là 540 nha. Không còn giá nào thấp hơn được nữa ha. 2018 540 triệu.
Xe thì bên Tâm bán bao đèn cũng nha quý vị. Thắng tay điện tử nha. 540 triệu nha quý vị. Trần nỉ nguyên rin, cửa sổ trời, khởi động start-stop, cân bằng điện tử. Có cruise control ha. Ga tự động á. Nói chung là bản full hết nha quý vị. Xe rin, Tâm bao rin luôn ha. 540 nha quý vị, 2018, thắng tay điện tử. Mazda 3 bản full. Còn chiếc tiếp theo đây nữa là chiếc Mazda 3 cũng là bản full luôn. Xe này thì chạy ít nha. Cái xe mà 2018 này thì nó chạy 7 mấy ngàn. Còn cái xe 2016 đăng ký 2017 này nó chạy chỉ mới có 50 ngàn thôi nha quý vị. Vỏ 5 cái còn riêng theo xe. Biển số 61 Bình Dương. Xe này sơn riêng còn nhiều, chất xe thì khỏi phải nói rồi ha. Vỏ còn riêng theo xe nha quý vị. Có nghĩa là xe chạy chưa thay vỏ luôn. Chất xe thì thôi khỏi phải nói rồi, biển số Bình Dương. Xe chạy 50 ngàn cái số nha quý vị. Đồ chơi thì full hết ha. 2016 đăng ký 2017 ha. Cửa sổ trời. Khởi động start top nè, cân bằng điện tử nè. Cũng rất là nhiều tính năng ha. 2016 đăng ký 2017, xe chạy 50.000. Tâm bao xe này là nguyên rin nha, sơn rin còn nhiều, 5 vỏ theo xe. Và Tâm bán cho quý cô chú anh chị mình là 495 triệu. Hôm nay Tâm để cho cô chú anh chị mình là 485 triệu nha. 485 triệu Mazda 3 2017 đăng ký 2018 485. Giá cực kỳ là hấp dẫn luôn nha quý vị. Nếu mà liên hệ bên Tâm là sẽ có sở hữu ngay sản phẩm luôn. Bởi vì Tâm bán rất là dễ mua. Nhất là giá thành, thứ hai nữa là chất lượng, và thứ ba nữa là giá Tâm đưa ra rất là phù hợp. Vỏ riêng theo xe còn về cui luôn nha quý vị. Đúng chất xe đẹp, không lỗi lầm. Và bên Tâm bán là xe đã được kiểm tra rất là kỹ. Tất cả những sản phẩm bên Tâm là đều lựa chọn những sản phẩm tốt nhất, ưu tú nhất để về phục vụ cho khách hàng, chứ không phải là mua bừa mua đại nha. Rồi Tâm chốt luôn là 408 nha quý vị. Mazda 3 bản full 408, 2016 đăng ký 2017, động cơ là 1.5, biển số Bình Dương. Còn đây là chiếc Nissan Navara số sàn 420 triệu, động cơ là 2.5 máy dầu, xe rất là cứng, đồ chơi bích bùng luôn. 420 triệu ha, bao rút hồ sơ. Xe thì khỏi phải nói rồi nha quý vị. Bán tải Nissan Navara 2.5 turbo, nhập khẩu Thái Lan, xe mới lắm. Xe thì khỏi phải nói rồi, nội thất ngoại thất đẹp khen. Cái máy chạy nhẹ, đỉnh của nhẹ luôn. Rất là nhẹ luôn, rất là xứng đáng luôn. Nói chung là lên cái xe chạy là cảm giác thích ngay và luôn. Và bên Tâm bán xe này cho quý cô chú anh chị lên mình là 420 nha. Nissan Navara NP300. Đó, bản E. Thì bên Tâm bán cho quý cô chú anh chị mình là 420, hỗ trợ rút hồ sơ nha. Đăng kiểm còn dài, nội thất riêng theo xe, 5 vỏ rất là mới. Quá đẹp quý vị ơi. 420 Nissan Navara bán tải nha. Và đây là chiếc Vios bản G, số thành phố Hồ Chí Minh, 51G50195. Xe được sở hữu là màu vàng cát. Đồ chơi thì cũng có rất là nhiều rồi ha. 5 vỏ còn rất là mới. Nước sơn này bao đẹp luôn ha. Biển số thành phố Hồ Chí Minh, anh chị nào mua ở thành phố thì đỡ tốn tiền biển ha. Xe này là màu vàng cát, bản G, số tự động nha. Máy rin 100% ha, xe chạy được 60.000 cây số. Đồ đạc rin hết, ghế da, ghế đồ rất là đẹp luôn ạ. Đây, cho nhà mình coi một cái bộ nội thất của nó nè. Nội thất rin theo xe và rất là tươi và mới ha. Xe chạy 60.000 nha quý vị. Máy móc rin 100% và được lên một cái màn hình Android. Cực xịn luôn. Xe này thì bên Tâm đang bán là 430 triệu nha. 430 triệu nha quý vị. Vios bản G 2017, màu vàng cát, xe chạy 60.000. Và cái quan trọng nhất là xe này biển thành phố và không lỗi nha. Tâm bao cho nhà mình là không lỗi, sơn rin còn nhiều, máy móc nguyên rin và rất là mới. Cái máy trắng bóc 430 triệu, cô chú anh chị liên hệ trực tiếp bên Tâm ha. Vios bản G 2017, hộp số tự động, xe chạy 60.000, màu vàng cát. Mọi thứ đang hoạt động rất là tốt, mọi thứ là ok hết và được trang bị thêm một cái màn hình Android rất là tốt. Tâm bán là 430 nha quý vị. Đây là có một chiếc dây nha, đời 2005, bản GL xịn. Và đi tìm một chiếc thứ hai tầm cỡ này thì thật là khó ha. Con xe cực kỳ là cọp luôn nha quý vị. Vô lăng cần số nó mới thôi rồi luôn. Xe này Tâm đang bán 265 triệu ha.
hôm nay Tâm để cho quý cô chú anh chị nhà mình với một cái mức giá là cực kỳ là phù hợp hơn ha. Nếu hôm nay cô chú anh chị lấy thì bên Tâm sẽ để 260 triệu thôi. 260 triệu thôi. Dắt GL 2005. Quá cọp. Mới lắm. Đi tìm mà chiếc thứ hai ở đất Bình Dương này chắc không có đâu. Giờ là đi đếm trên đầu ngón tay á. Rất là mới luôn, 2005. Cực kỳ là cọp và hấp dẫn luôn, mới xanh luôn. Tâm bán cho cô chú anh chị mình con xe này ha, với mức giá là 260 nha, biển số Bình Dương, gốc Bình Dương. À, được lên bộ mâm súp, vỏ lớp còn mới, đăng kiểm còn dài, biển số Bình Dương 61A78524. GL xịn màu, sơn rin còn nhiều và tem rin hết. Chất xe thì thôi miễn bàn. Tâm bán cho quý cô chú anh chị mình là 260 ha. Đây là chiếc Vios bản G 2019, biển số 72 Vũng Tàu, bản G là số tự động nha quý vị. Biển số đẹp luôn, 72A29439. Xe được sở hữu màu đỏ mặn, rất là mới. Xe chạy được 40 mấy ngàn, 45 ngàn. Xe này thì Tâm bao rin từ đầu tới đuôi ha, không lỗi nha. Cam kết cho quý cô chú anh chị mình bằng văn bản rõ ràng, xe không lỗi ha. Nội thất là ghế da theo xe, có màn hình OLED rất là to luôn, màn hình to, ZTEC, màn hình ZTEC rất là to, xịn. Nội thất là rin và đẹp lắm luôn. Máy móc là nguyên rin ha, 7 túi khí an toàn, cân bằng điện tử nha. Xe này thì bên Tâm đang bán 500 triệu, bớt xuống cho quý cô chú anh chị mình là 5 triệu là còn 495 ha. Xe mới tinh, sơn rin còn 90% trở lên, 495 nha quý vị, 495. Vios G 2019, biển số Vũng Tàu, màu đỏ, xe rất là mới à. 495 ha. Kia Soluto cuối 2020, hộp số tự động cuối 2020, cô chú anh chị lưu ý giúp Tâm nha. Cuối 2020 thì nó có gương gập điện nè. Rồi nó rất là nhiều tính năng ha, 4 thắng ABS ha. Tích hợp qua lăng ha. Nhiều lắm, nhiều tính năng lắm. Có gương gập điện luôn và xe mới đó. Còn thơm mùi xe luôn. Chạy có 10.000 cây số. Nè, cuối 2020 mới có gương gập điện nè, còn giữa 2020 là chưa có. Vỏ lốp còn rin theo xe, gai gió còn rất là sâu. Đồ chơi thì có cơ bản là có đủ hết rồi. Bánh dự phòng mà chưa sử dụng. 4 vỏ rin hết. Xe mới tinh, sơn rin còn 99%. Xe này thì bên Tâm đang bán là 425 triệu nè. Đời 2000, cuối 2020, Kia Soluto hộp số tự động. Bản đủ ha, nó có hai bản, bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt. Xe này là bản tiêu chuẩn nha. Còn bản đặc biệt nhưng mà nó lên full đồ đặc biệt hết rồi. Nó có gương gập điện theo xe và nó có khởi động khóa thông minh là Startup. Nói chung là cái xe mới lắm. Xe này thì người khó tính nhất luôn cũng không thể chơi được cái xe này nha cô chú anh chị nha. Quá mới và chất lượng tuyệt vời. Tâm bán là 425 triệu ha. Cô chú anh chị hãy liên hệ trực tiếp bên Tâm để có sản phẩm về phục vụ cho gia đình nha. Xe mới tinh nè. Đăng kiểm thì còn dài tới tháng 1 năm 2024. Xe rất là mới luôn ạ. Sơn rin còn 99% ha. Quá mới luôn, chính chủ công chứng nha cô chú anh chị nha. Còn tiếp theo đây nữa là chiếc BT50. BT50 này là nhập khẩu Thái Lan ha. Đăng ký tháng 12/2014, một cầu số tự động. Xe rin từ đầu tới đuôi không có lỗi luôn. Vỏ lốp còn mới, đồ chơi thì rất là nhiều. Xe này nhiều đồ chơi lắm. Màu sơn là màu bạc. Tâm đang bán xe này là 420, nay Tâm để là 415 nha quý vị. Đồ chơi, màn hình Android cam trước, cam sau, cam 360. Nói chung cái xe đẹp, bộ ghế đầu tư cái xe đúng mức luôn. Và cái máy của nó chạy nhẹ, cực nhẹ luôn nha quý vị. Nhập khẩu Thái Lan, cuối 2014. Động cơ là máy dầu 2.2, hộp số tự động. Tâm bán cho quý cô chú anh chị mình với mức giá là 415 triệu, hỗ trợ rút hồ sơ nha. Rẻ hơn nữa là không bán được nha. Tất cả những cái giá hôm nay là Tâm đưa ra đây là cái giá rẻ sập sàn luôn. Lợi nhuận thì có nhưng mà không có cao nên không có bớt được nha. Cô chú anh chị thấy phù hợp thì alo cho Tâm ha. Đây là chiếc Kia Soluto bản đủ 2019 số sàn, màu trắng, một đời chủ mua mới. Xe này thì số sàn chạy 30 ngàn,
năm chở theo xe, còn về cui luôn. Biển số là Vũng Tàu 72A383891. Xe này thì bên Tâm đang bán cho quý cô chú anh chị là 355 triệu nha. 355 triệu hỗ trợ rút hồ sơ nha quý vị. Hạ xuống cho cô chú anh chị 2 triệu ha. Bớt cho 2 triệu. 353 triệu. Xe mới tinh. 2019 nha, sơn rin còn trên 90% và không một lỗi nhỏ luôn. Máy móc nguyên rin và mới tinh. Xe chạy được 30.000 cây số, 2019 số sàn bản đủ. Kia Soluto 353 triệu nha quý vị. 353 triệu. Kia Cerato bản Luxury 2019, biển số 93-14469. Xe này thì khỏi phải nói rồi ha. Bản full nha quý vị, bản full 1.6 bản full. Đó. Thì nó gồm có ghế điện, cửa nóc, tita top, cân bằng điện tử, túi khí an toàn, 6 túi khí an toàn. Phong mới rồi, mới tin. Xe chạy 50.000. Vỏ theo xe còn rất là mới luôn. Nội thất bao mới luôn nha. Rất là mới. Xe này thì bên Tâm đang bán 555 triệu. Bớt cho cô chú chị mình 2 triệu, 553 triệu. Liên hệ trực tiếp bên Tâm nha. Liên hệ trực tiếp bên Tâm 553 triệu. Kia Cerato bản Luxury. Form mới 553 triệu. 2019 màu xanh. Bao rút hồ sơ nha quý vị. Xe chạy 50.000 và rất là mới luôn. Sơn rin còn trên 95% ha. 553 triệu. Sơn rin còn trên 95%, vỏ lớp còn trên xe. Đặc biệt là cái nội thất xe này rất là mới. Nội thất mới dữ lắm. 553 triệu hỗ trợ rút hồ sơ nha. Đây là chiếc Accent cuối 2019, hộp số tự động, bản tiêu chuẩn, màu đỏ nha. Xe rin biển Sài Gòn, gốc Sài Gòn, 51H59134. Xe này thì chạy chỉ có 20.000 cây số thôi. Nước sơn rin còn 95% trở lên và mới lắm. Nội thất bọc da, màn hình Sony, rất là nhiều đồ chơi, full đồ chơi hết. Xe mới tinh, gốc thành phố, cam trước cam sau đầy đủ. Xe này thì Tâm bán 465 triệu nha quý vị. Đèn led trước và đèn led sau, led ban ngày luôn ha. Số thành phố, mới tinh. Xe bắc bản đủ 2012. Bản đủ thì nó gồm có thắng ABS nè, rồi mâm đúc nè, rồi túi khí an toàn nè, gạt nước sau nè, nói chung là nhiều thứ lắm. Xe này thì bên Tâm đang bán là 163 triệu. Nay Tâm bán cho cô chú anh chị mình là 160 nha. 160 triệu. Ra kiểm tra xe mấy đứa ơi. 160 triệu nha cô chú anh chị nha. 2012 bản đủ 1.25, xe mới tinh 160 triệu. Vios E 2019 số tự động, một là chủ mua mới. Vios E 2019 một là chủ mua mới. Vios E 2019 nha quý vị. 2019. Xe này chạy 40.000 năm vỏ theo xe. Cũng còn rất là mới luôn à. Một đời chủ mua mới biển Bình Dương. Số sàn 7 túi khí an toàn 2019. Xe này Tâm đang bán là 400 420, nay Tâm hạ xuống còn 401 nha quý vị. 401 năm vỏ theo xe. Xe cũng mới lắm, rất là mới luôn. Mới tinh. Có màn hình, có cam lùi, đồ chơi cơ bản cũng có hết rồi. Và xe này cái quan trọng nhất là xe không lỗi, biển Bình Dương ha. Chất xe cũng khá là đẹp. Đang bán 420 nha. 2019 bản E 7 túi khí an toàn, số sàn. Nay Tâm hạ xuống còn 401 nha quý vị. Biển số Bình Dương. Xe này mới nhận cọc của khách Tây Ninh nè. Còn xe này tạm thời là ngưng giao dịch, chờ khách hàng cọc 5 triệu à. Để từ từ coi sao ha. Hai xe này nè, để Tâm quay biển số qua cho coi.
này tạm nhận cọc miệng rồi, để coi sao. Còn khách này cọc ba chục rồi, đang chờ về hỏi phu nhân. Và chiếc tiếp theo đây nữa là chiếc dây nha, dây đời 2004 GL, xe thì riêng dữ lắm luôn, vỏ lớp thì cũng còn khá là tốt, biển số 49 Lâm Đồng. Tâm đang đứng ủy quyền, nói chung là tất cả xe thì chiếc nào Tâm cũng ký ủy quyền về mình hết, để cái mặt pháp lý giấy tờ cho nó ổn ha, cho nó chắc ăn, cái gì cái mình đứng ủy quyền rồi mình cứ hả bán khách cái là dẫn nhau ra công chứng là xong, cái chờ đợi hẹn hò nữa nhức đầu lắm, đủ thứ hết rồi áp lực nữa, nên xe phải ký được Tâm mới mua, nên cô chú anh chị mua xe bên Tâm là không có lo về phần pháp lý giấy tờ ha. Xe khá là đẹp luôn nha, công tắc công đồ còn mới, nội thất đẹp. Xe này Tâm đang bán là 100 180, Tâm để cho quý cô chú anh chị mình là 175 ha, 175 triệu không bóp nữa nha, bóp nữa thua luôn. Hả thấy hợp lý nhà luôn cho Tâm nha, 175 triệu. Trong đó là Tâm đã hạ 5 triệu rồi ha, rút hồ sơ nữa thì cũng không còn lời lãi được bao nhiêu, mà được chất xe nó đẹp lắm, cái máy chạy cực đỉnh luôn, nhẹ bao nhẹ luôn nha. 204 form mới GL xịn, gốc gia đình, không có dịch vụ, không có taxi gì hết đó. Xe rất là riêng và chất, 175 triệu. Đây là Forte 2011 số tự động, biển số Tây Ninh. Xe này thì bên Tâm bán 310 triệu nha quý vị, 2011 bản full, cửa nóc nè, rồi Sita top nè, lẫy số qua lăng nè, cân bằng điện tử nè, và Kia Forte 2011 Tâm bán cho quý cô chú anh chị mình là 310 triệu nha. Chất xe thì khá là ok, 310 triệu. Hyundai Accent bản tiêu chuẩn 2020, cuối 2020, xe chạy được 10.000 cây số, sơn rin 99%, biển số Bình Dương, 2020 chạy 10.000 cây. Tâm bán cho quý cô chú anh chị mình là 480 nha, 480 triệu. Bản full á, bản không phải, xin lỗi, bản tiêu chuẩn 2020 chạy 10.000 cây, bán 480. Hyundai Accent 2019 chạy 60.000, màu trắng, một chủ mua mới, xe riêng, hộp số tự động bản tiêu chuẩn. Xe này thì bên Tâm bán cho quý cô chú anh chị nhà mình với mức giá là 460 triệu. Hyundai Accent biển số 63 Tiền Giang nha, 66 Đồng Tháp, 460 triệu. Hyundai Accent bản tiêu chuẩn số tự động. Còn đây là Hyundai Accent bản tiêu chuẩn số tự động 2020 sẽ chạy 10.000 cây, Tâm bán 480 nha. Đây là Innova bản G207, xe này Tâm đổi của khách ra bán 160 nha. Xe này thì không có đẹp nhưng mà nó chạy rất là ngon, chạy êm và ngon ha. Bản G207. Còn đây là con Wigo 2018 đăng ký 2019, hộp số tự động, xe rất là riêng luôn ạ. Xe này thì bên Tâm bán cho cô chú chị nhà mình với mức giá cũng cực kỳ là phù hợp nha, 2018 đăng ký 2019 sẽ chạy 30.000, hộp số tự động, sơn rin trên 95%, đẹp lắm. Tâm đang bán là 335 triệu, hôm nay Tâm để cho nhà mình là 330 nha, 330 hỗ trợ rút hồ sơ ha, biển số 43 Đà Nẵng, mới lắm, xe mới tinh. Còn đây là chiếc Cru 2017 số sàn bản đủ, biển số Thành phố Hồ Chí Minh, một đời chủ mua mới. Xe này thì khỏi phải nói rồi, 2017 Tâm bán cho quý cô chú anh chị mình là 330 nha, hỗ trợ rút hồ sơ hoặc là ký giấy, cơ bản là đồ chơi nó cũng có hết rồi, máy móc thì khỏi phải nói, chạy cực nhẹ luôn, nước sơn rin còn nhiều, xe đẹp đều không lỗi, 330 nha quý vị, Cru 2017 330 triệu, xe đẹp nha, không phải lỗi đâu, không, xe khá là đẹp luôn á, đồ chơi thì chưa có gì hết, ghế da đều, xe đẹp, xe 330 triệu. Đây là chiếc Captiva máy dầu số tự động, xe này hổm Tâm có ý định bán bên khách bên kia nhưng mà họ hồi lại rồi, hôm nay Tâm bán cho cô chú anh chị mình là 300 triệu, hôm nay Tâm quyết định bán con xe này xả là 300 triệu 2010 form mới, máy dầu, xe chạy cực ngon nha, đồ chơi là full hết rồi.
300 triệu nha quý vị. Chevrolet Captiva form mới, máy dầu, số tự động, động cơ là 2.0, chạy cực kỳ là tiết kiệm luôn ha. À, đăng kiểm thì còn tới tháng 1 2023, biển số 495 đồng 48279, xe form mới rồi, rất là đẹp luôn ạ. À, hộp số tự động, máy dầu, tâm bán là 300 triệu nha quý vị. Chốt luôn ngày hôm nay ha. Nếu mà cô chú anh chị cảm thấy vừa ý thì alo cho Tâm nha. 300 triệu form mới Chevrolet Captiva, máy dầu, số tự động, 300 triệu. Cru 217 số sàn, biển số thành phố Hồ Chí Minh màu trắng, 330 triệu. Xpander 2019, đăng ký 2020, nhập khẩu Indo, màu nâu, xe chạy vỏ còn rin theo xe, 40,000-50,000 cây số. Biển số Đồng Nai 76947, xe màu nâu, vỏ lớp còn theo xe rất là dày. Cuối 2019 và đầu 2020 ha, vỏ theo xe. À, chất xe thì bao đẹp luôn. Xe này thì Tâm sẽ bán cho quý cô chú anh chị mình với mức giá là 550 triệu. Tâm bớt lọc cho ha, bớt lọc cho 2-3 triệu gì đó. Trần nỉ nguyên rin, xe đẹp lắm. Khởi động Startup, chìa khóa thông minh. Nội thất là bọc da là rất là mới luôn, mới ten. 550 triệu, bớt lọc 2-3 triệu gì ha. Màu nâu, xe mới lắm, rất là mới luôn. Vios G như quý vị. Vios G 2019, biển thành phố Hồ Chí Minh màu đen. Xe này thì mới dữ lắm ạ, rất là mới luôn. Năm vỏ theo xe, giày cui, bánh dự phòng chưa xài. Xe chạy 40,000, mới lắm, mới tinh. Xe này Tâm đang bán 505 như quý vị. Nay Tâm để cho quý cô chú lên trước đi em, lên trước anh quay này cái. 505 nha quý vị. Vios G 2019, hộp số tự động. Xe này cũng mới lắm, rất là mới nha quý vị. Mới tinh nè. Không lỗi ha, 7 túi khí an toàn, thắng ABS, cân bằng điện tử, gương gập điện, là nói chung bản G là bản cao cấp nhất của thời điểm đó của Vios rồi ha. Và màu đen, xe này sơn rin còn trên 95%, đồ chơi thì có cơ bản đã có hết rồi. Máy móc thì khỏi phải nói rồi, mới tinh, trắng bóc luôn. Chạy 40,000 nói gì tới cái máy ha, không đâm đụng, không ngập nước. Xe này Tâm đang bán 505. Nay Tâm để cho cô chú chị nhà mình là 500 triệu nha. Vios G 2019, biển thành phố Hồ Chí Minh, một địa chủ mua mới để 500 triệu. Innova 206, bản G, số sàn, biển số 84, Trà Vinh 01003. Xe này Tâm đang bán là 225 triệu, là giá rẻ dữ lắm rồi. Nhưng mà chưa có giao dịch. Hôm nay Tâm quyết định bán cho cô chú anh chị mình là 220 triệu. Đừng ai hỏi có bớt nữa hay không nha. Nếu mà có ý định hỏi bớt nữa hay không thì mong cô chú anh chị là khỏi hỏi mất công. Bởi vì đây là giá hầu như là gần như giá thu hồi vốn rồi. Bớt nữa là thua, bớt nữa cứ dựng đây, từ từ tính. Vỏ lớp còn mới, đăng kiểm thì còn mấy tháng nữa. Nội thất rất là đẹp. Và cái quan trọng nhất là xe này keo chỉ không có mất phân nào hết. Máy móc là im ru, chạy cực ngon. Qua lăng củ số đẹp, nội thất đẹp, màn hình, màn đồ có hết rồi. Xe đều xe và đẹp xe ha. Chốt luôn 220 nha. Đừng hỏi tại sao mà có bớt nữa hay không, hay là có giảm giá nữa hay không, là thua nha quý vị. Giảm nữa lỗ. Rồi chốt luôn 220 triệu. Bản G 206, xe khá, khá xe, khá xe, đều xe và không có mục mọt gì hết. À, chốt luôn 220 nha. Tất cả những xe hiện nay, có một số xe Tâm vẫn giữ nguyên giá thành, và có một số xe Tâm hạ rất là sâu, thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp bên Tâm sẽ được rõ hơn những sản phẩm và ưu đãi như thế nào và mua góp ra làm sao. Nhưng mà hiện nay ngân hàng nó chậm quá, Tâm tạm thời chắc ngưng nhận hồ sơ vay góp quá. Bởi vì bán được cái xe giao cho khách hàng rồi mà tiền cả tháng, tháng mấy, hai tháng chưa nhận nên nản lắm. Cô chú anh chị cố gắng là chạy tiền để mua tiền mặt thì Tâm sẽ ưu đãi nhiều hơn ha. Và Tâm cũng kết thúc video ở đây. Chào bà con và xin hẹn gặp lại nha.